giáo viên trường trung học phổ thông Cẩm Giàng. Xin chào toàn thể các em. Rất vui được đồng hành cùng các em trong chương trình ôn thi trung học phổ thông quốc gia do Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương tổ chức. Thầy sẽ tham gia hướng dẫn các em chủ đề tiếp theo thuộc phần máy điện xoay chiều. Hy vọng rằng những hướng dẫn của thầy sẽ giúp các em củng cố và hoàn thiện kiến thức của mình để giúp các em có thể tự tin bước vào kỳ thi tới đạt kết quả cao. Xin chào tất cả các em. Thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn các em ôn tập phần máy điện xoay chiều. Đối phần máy điện xoay chiều, chúng ta có hai cái phần kiến thức cơ bản cần phải nhớ. Phần thứ nhất, chúng ta nghiên cứu về máy phát điện và động cơ điện. Phần thứ hai, chúng ta nghiên cứu về máy biến áp và truyền tải điện năng đi xa. Thì thầy trò chúng ta sẽ cùng tìm hiểu từng phần thông qua các cái kiến thức cơ bản và thông qua một số các cái dạng bài tập để củng cố cho các cái phần kiến thức đó. Ta đi vào phần thứ nhất, máy phát điện và động cơ điện. Thì các em cần nhớ các kiến thức cơ bản sau. Một, máy phát điện xoay chiều một pha. Thì với máy phát điện xoay chiều một pha, chúng ta cần quan tâm tới thứ nhất là nguyên tắc hoạt động, thì dựa vào hiện tượng cảm ứng điện tử. Thứ hai là về nguyên tắc cấu tạo, thì các em nhớ gồm có hai phần, phần cảm và phần ứng. Thì ở đây chúng ta chú ý cái phần mà chuyển động quay ấy, thì người ta gọi rotor. Thì còn cái phần đứng yên, stator. Thì đối với máy phát điện xoay chiều một pha có thể xảy ra những trường hợp sau: phần cảm quay, còn phần đứng yên. Thì đây là các cái máy phát điện xoay chiều mà thường sử dụng trong công nghiệp. Còn có thể xảy ra trường hợp phần ứng quay, còn phần cảm đứng yên. Thì các cái máy phát điện xoay chiều công suất nhỏ thì cũng có thể được sử dụng theo cái phương án thứ hai, phần ứng quay. Ở đây thì phải sử dụng đến bộ khóa điện thì có những cái chi tiết nó phức tạp hơn. Chúng ta quan sát cái mô hình của máy phát điện xoay chiều một pha, thì thông thường người ta sử dụng nhiều cặp cực để giảm cái tốc độ quay của rotor. Thì ta có được cái công thức tính tần số như sau: tần số F sẽ bằng tốc độ quay của rotor nhân với số cặp cực. Thì trong công thức trên thì các em nhớ rằng F là tần số, đơn vị tính bằng Hz, nhiên rồi. N là tốc độ quay của rotor thì tính bằng vòng trên giây. Còn P là số cặp cực. Thì các em nhớ thầy là một cặp cực thì phải có hai cực, một cực bắc và một cực nam. Đấy. Thì các em nhìn trên cái mô hình đây thì có khá nhiều các cái cặp cực khác nhau. Mục đích là để giảm cái tốc độ quay của rotor. Thì ngoài công thức trên, chúng ta còn có một cái công thức chia cho 60, là P chỉ số 60. Ở đây thì tốc độ quay của rotor được tính bằng vòng trên phút. Thì các em phân biệt khi mà tính bằng vòng trên phút thì chúng ta phải có kết quả chia cho 60. Khi tìm hiểu về máy phát điện xoay chiều một pha thì các em cần nhớ có cái sự biến thiên từ thông qua các cái vòng dây của phản ứng. Thì ở đây ta coi như các cái vòng dây giống hệt nhau. Thì từ thông phi sẽ được tính bằng công thức là bằng số vòng dây nhân với cảm ứng từ B, nhân với diện tích S và nhân với cốt của omega t cộng phi. Trong đó ta phải coi rằng các cái vòng dây giống hệt nhau. Rồi, thì khi mà có sự biến thiên từ thông thì ở phản ứng sẽ xuất hiện một sợi điện động E bằng trừ phi phải theo t, và kem biến đổi thì sẽ bằng E0 sin của omega t cộng phi. Trong đó E0 thì bằng phi không nhân với omega, tức là bằng N nhân B nhân F nhân omega. Đấy, và E0 người ta gọi ở đây là xuất điện động cực đại. Tiếp tục, một cái kiến thức mà các em cần quan tâm là khi máy phát điện xoay chiều một pha mắc với tải tiêu thụ có tổng trở dép thì cường độ dòng điện xuất hiện trong mạch, ở đây ta sử dụng cường độ dòng điện hiệu dụng, thì Y hiệu dụng phải bằng E hiệu dụng chia cho tổng trở dép. Trong đó E hiệu dụng thì sẽ bằng E0 chia cho căn 2. Như vậy ở đây thì E phụ thuộc vào omega và phụ thuộc vào tần số, và như vậy thì suy ra phụ thuộc vào tốc độ quay của rotor. Nhiều khi các em không ý thì ta sẽ nhầm công thức của đoạn mạch là Y bằng U chia cho Z.
thì rất dễ nhầm. Đấy, hết sức chú ý. Phần thứ hai là máy phát điện xoay chiều 3 pha. Thì về mặt nguyên tắc thì nguyên tắc của máy phát điện xoay chiều 3 pha cũng hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện tử. Nguyên tắc về mặt cấu tạo thì gồm có hai phần. Phần cảm ở đây đóng vai trò là một cái năng lượng điện có hai cực và quay. Đấy, rotor quay. Thế còn phần ứng thì gồm có ba cuộn dây giống hệt nhau mắc cố định ở bên trong của vỏ máy. Và phần ứng sẽ đóng vai trò stator, đứng yên. Đấy. Thì trên một cái vành tròn mà bố trí ba cuộn dây thì ba cuộn dây này sẽ đặt nhau một góc 120 độ hay là 2π/3. Chính vì vậy thì các cái cuộn dây này sẽ không đồng thời là cực đại, không đồng thời là cực tiểu. Mặc dù giống nhau thì giá trị cực đại như nhau, nhưng chúng sẽ không đồng thời là cực đại tại cùng một thời điểm. Thì ta quan sát ba phương trình xuất hiện động xuất hiện trong ba cuộn dây. E1 bằng E0 cốt omega t. Thế còn E2 sẽ phải bằng E0 cốt của omega t trừ 2π/3. Và tương tự như vậy thì E3 bằng E0 cốt của omega t trừ đi tiếp tục là 4π/3 thì ta có thể chuyển đổi thành 2 cộng 2π/3. Thì ba cái công thức ở đây thì đều có thể cho biết tại một thời điểm. Thì E1 chẳng hạn bằng E0 chẳng hạn thì suy ra E2 và E3 bằng bao nhiêu thì các em hoàn toàn có thể xác định được. Phần thứ ba chúng ta cần phải nhớ động cơ điện. Thì ngắn gọn ta nhớ động cơ điện là chuyển hóa điện thành cơ động. Thì với động cơ điện chúng ta cần nhớ đến hiệu suất của động cơ điện. Thì H sẽ bằng công suất cơ chia cho công suất tiêu thụ của động cơ, công suất tạo phần. Và tính ra phần trăm thì các em nhân thành với 100%. Từ đó ta suy ra công suất tiêu thụ của động cơ thì P sẽ bằng P cơ chia cho H, mà công suất tiêu thụ thì bằng UI cốt phi và sẽ bằng tổng công suất cơ cộng với công suất nhiệt tỏa nhiệt. Thì đây nhớ cho thầy là công suất tỏa nhiệt của động cơ phải nhỏ hơn công suất cơ thì mới đảm bảo lấy một động cơ điện. Em nhớ như vậy. Ngoài ra chúng ta cũng còn nhớ thêm cái công thức xét về mặt thời gian. Đấy. Thì A cái điện tiêu thụ A bằng P nhân với T và cái phần cái năng lượng cơ của mình là A cơ sẽ bằng A và P cơ nhân với T. Rồi, các em cần phải chú ý cho thầy về động cơ không đồng bộ 3 pha. Thì đối với động cơ không đồng bộ 3 pha thì chúng ta nhớ là hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện tử và tác dụng của từ trường quay. Ở đây thêm một chút là tác dụng của từ trường quay. Thì cái từ trường quay người ta tạo ra bằng cách sử dụng cái dòng điện xoay chiều 3 pha đưa vào. Và nhớ một điều cực kỳ quan trọng, tại sao không đồng bộ ở chỗ là tốc độ quay của rotor phải nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường. Các em chú ý như thế, đối với động cơ chúng ta chỉ cần quan tâm điều thôi. Chúng ta sẽ vào các cái nhóm câu hỏi nhận biết tôi hiểu để củng cố cái phần kiến thức vừa ôn. Câu hỏi thứ nhất, đề tham khảo Trung học phổ thông quốc gia 2020. Máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm gồm P cặp cực. Đấy, các em nhớ là mỗi một cực sẽ mỗi một cặp cực sẽ có hai cực. Như vậy có P cặp cực thì sẽ có P cực bắc và P cực nam. Đấy, nhớ như vậy. Khi máy hoạt động rotor quay đều với tốc độ n vòng trên dây, xuất hiện động do máy tạo ra có tần số 4 phần ngàn. Thì đây các em nhớ rồi, trường hợp mà tính bằng vòng trên dây thì chúng ta không có cái số 60, đúng không? Đấy. Và được tính bằng tích của tốc độ quay nhân với số cặp cực. Thì dễ dàng các em chọn là ta quyết định. Thì theo công thức ở đây các em nhớ mà ta càng tăng số cặp cực V thì tốc độ quay của rotor n sẽ giảm. Mục đích để sẽ giảm tốc độ quay thì những cái cơ khí về mặt cơ khí chế tạo, cơ khí chính xác v.v. sẽ được đảm bảo dễ dàng hơn. Câu 1.2 đề thi Trung học phổ thông quốc gia 2019 như sau. Trong máy phát điện xoay chiều 3 pha đang hoạt động bình thường, các xuất hiện động cảm ứng trong 3 cuộn dây của phản ứng từng đôi một pha nhau. Thì các em biết rồi, ba cái cuộn dây ở phản ứng đấy bố trí trên một vành tròn.
thì một vòng tròn là 360 độ, em chia cho 3 thì góc là 180 độ, hay là 2π/3. Thì các em nhớ cho thầy cái đáp án này, không có gì khó khăn cả, 2π/3. Ngoài ra thì chúng ta nhớ lại 3 cái phương trình số điện động. Xét về pha là 2π/3, xét về thời gian thì chúng sẽ hơn kém nhau 1/3 chu kỳ. Câu tiếp, câu 1.3 cũng đề thi quốc gia 2019. Số điện động do một máy phát điện xoay chiều một pha tạo ra có biểu thức E bằng 120 căn A cốt 100 pin D đơn vị volt. Giá trị hiệu dụng của số điện động này bằng. Thì với câu hỏi 1.3 chúng ta không có gì khó khăn cả. Chúng ta biết rồi, số điện động hiệu dụng thì bằng số điện động cực đại chia cho căn 2. Và số điện động cực đại thì chính là cái biên ở bên ngoài. Kém cứ đặt cái bên ngoài giá trị dương đấy. Giá trị cực đại các em chia cho căn 2 ra được 120V và các em chọn được thầy đáp án B. Câu 1.4 cũng đề thi quốc gia 2019. Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch thì công suất tiêu thụ đoạn mạch bằng 750W. Rồi, trong khoảng thời gian 6 giờ thì điện áp mà đoạn mạch tiêu thụ bằng bao nhiêu? Thì ta có 4 phương án, ta biết rồi. A thì bằng P nhân T. Thì các em nhìn ở đây phương án 4 đáp án cho thầy. Ở đây là đơn vị tính kiểu giờ, đúng không? Do vậy thì ta đổi bát, đổi bát 700W thành 0.75 kW. Thời gian T các em để nguyên bằng giờ và nhân vào thì dễ dàng các em chọn được đáp án A. Ở đây thì 4 cái phương án mà người ta cho thì các em không để ý chúng ta sẽ bị bệnh này. Ví dụ như các em không đổi đơn vị thì ta có thể chọn đáp án B. Đổi mà không triệt để thì có thể chọn sang đáp án C và đáp án D. Kết thúc chúng ta chính xác. Câu tiếp, một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm ở rotor gồm có 10 cặp cực. Các em nhớ nhé, 10 cặp cực. Rotor quay với tốc độ 300 vòng trên phút. Yêu cầu số điện động do máy phát ra có tần số bằng bao nhiêu? À, ở đây là tính tần số. Mà tốc độ thì bằng vòng trên phút thì chúng ta phải nhớ đến công thức cos 60. Đấy, các em quan sát một chút. F bằng P chia cho 60. Trong đó tốc độ quay được tính bằng vòng trên phút. Vậy áp dụng vào thì chúng ta chỉ việc thay số ra kết quả đáp án B. Nhóm câu hỏi ở mức độ vận dụng và vận dụng cao. Câu 1.6, một máy phát điện xoay chiều một pha có phần ứng gồm 4 cuộn dây giống nhau mắc đối tượng với nhau. Số điện động xoay chiều do máy phát sinh ra có tần số 5 và có giá trị vận dụng 100 căn 2V. Từ thông cực đại qua mỗi vòng, các em chú ý là mỗi vòng có phần ứng bằng mắc chia cho pi đơn vị là mV. Số vòng dây trong mỗi cuộn dây của phần ứng ta có 4 phương án A, B, C, D. Thì thứ nhất là cao tính rồi. Tần số góc omega bằng 2 pf và như vậy sẽ bằng 100 pi radian trên dây. Thứ hai chúng ta biết là E hiệu dụng thì bằng E0 cực đại chia cho căn 2. Mà giá trị cực đại thì bằng tổng số vòng dây nhân với cảm ứng từ nhân với diện tích nhân với omega chia cho căn 2. Và suy ra được số vòng dây sẽ bằng E căn 2 chia cho bf omega. Trong đó B nhân S ta ký hiệu là phi 01, cực đại có mũi vòng. Và theo đề bài chúng ta thay vào như vậy ta sẽ có E hiệu dụng bằng 100 căn 2. Đấy, trên từ như vậy sẽ nhân thêm căn 2 dưới mẫu các em thay vào thì ta ra được 400. Đến đây mà có bạn chọn ngay đáp án D thì chúng ta sẽ không được điểm. Tại sao? Em nhớ đề bài có 4 cuộn dây giống nhau. Đấy, như vậy đề hỏi số vòng dây trên một cuộn, đúng không? Thế thì chúng ta phải chia cho 4 và đáp án đúng em chọn được đáp án C. Câu 1.7, mắc hai cực của máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch AB gồm có điện trở thuần R và tụ điện C mắc với nhau, bỏ qua điện trở của cuộn dây ở máy phát. Khi rotor quay đều với tốc độ vòng trên phút thì cường độ do bị sử dụng trong 1 ampere
Tiếp tục, khi rotor quay đều với tốc độ 2 gấp đôi nhé, 2 gấp vòng trên phút, thì cường độ dòng điện điều dụng trong mạch bằng 220A. Thì bây giờ đề hỏi là khi rotor quay với tốc độ 3 gấp vòng trên phút, thì dung kháng của đoạn mạch AB bằng bao nhiêu? Đấy. Thì các em chú ý, khi tốc độ quay thay đổi thì cái tần số thay đổi. Tần số thay đổi thì kéo theo tần số góc thay đổi. Và như vậy thì kéo theo suất điện động E không thay đổi và suất điện động hiệu dụng thay đổi. Và như vậy cường độ dòng điện trong mạch cũng sẽ thay đổi. Rồi, thì ta có như sau. Các em xét tỉ số cường độ dòng điện tương ứng I2 chia cho I1 trong hai trường hợp. Thì I2 ta thay bằng E2 chia cho Z2, I1 ta thay bằng E1 chia cho Z1. Đấy. Và các em rút gọn thì E2 sẽ tỉa thuận với omega 2. Tương tự như vậy, E1 sẽ thuận với omega 1. Và chúng ta ra được là omega 2 chia omega 1 nhân với Z1 chia Z2. Thì tổng trở Z thì ở đây mà có 2 phần tử thôi. Thì tổng trở Z sẽ bằng căn 2 của R được cộng với ZC bình, ứng với trường hợp omega 1. Trường hợp 2 thì tổng trở Z sẽ bằng căn bậc 2 của R bình cộng với ZC chia cho 2 tất cả bình. Vì tần số tăng gấp đôi thì như vậy thì cái ZC sẽ giảm đi chỉ còn 1. Đấy. Và thay số bằng biến đổi thì chúng ta rút ra được ZC bằng căn 2 R. Thì bây giờ tiếp tục, khi tốc độ quay mà tăng gấp 3 so với trường hợp ban đầu thì ZC sẽ giảm đi 3 bằng, đúng không? Rồi. Thì ta có ZC 3C sẽ bằng ZC chia cho 3. Mà ZC vượt đỉnh được bằng căn 2R. Như vậy kết quả cuối cùng ta sẽ ra được căn 2R chia cho 3. Đấy. Và em chọn đáp án C. Ở đây mà không được thật thì rất dễ nhầm đấy nhé. Em hết sức chú ý. Ta sang câu hỏi 1.8. Mắc hai cực của một máy phát điện xoay chiều 1 pha vào hai đầu đoạn mạch AB gồm có 3 phần tử cơ bản mắc thì bây giờ bỏ qua điện trở của các dây trong máy phát. Đề yêu cầu như sau: khi rotor quay đều với tốc độ n1 hoặc với tốc độ n2 thì cường độ dòng điện điều dụng trong mạch như nhau. Hỏi khi rotor quay đều với tốc độ n thì cường độ dòng điện điều dụng trong mạch cực đại. Chọn đề thức đúng. Ở đây nhiều bạn mà đọc không kỹ vội vàng thì rất dễ nhầm sang cái phần đoạn mạch, thì chúng ta sẽ chọn đáp án sai ngay. Thì các em nhớ là khi tốc độ thay đổi thì tần số thay đổi, tần số sẽ thay đổi thì omega thay đổi. Và khá nhiều bạn cái bài tập về đoạn mạch thì quá đơn giản rồi. Chúng ta sẽ ra được omega bằng căn 2 của omega 1 nhân omega 2. Đấy, nhưng ở đây các em nhớ máy phát thì y phải bằng e chính xác thôi. Như vậy trên tử có omega, dưới mẫu có cả omega. Thì các em hết sức chú ý, ta tiến hành như sau. F phụ thuộc omega, phụ thuộc vào tốc độ, đúng không? Thì ta có y bằng e chia z, mà e thì bằng e không chia căn hai, e không thì bằng phi không omega. Đấy. Như vậy các em biến đổi cuối cùng cho thầy. Đấy. Tổng z thì ta thấy bình thường, ta biến đổi cuối cùng thì tất cả những cái gì không thay đổi, chúng ta đặt một hàm số. Còn trên tử có omega, ta chia xuống dưới mẫu. Và thầy biến đổi được thành hai dữ liệu với biến số bằng 1 trên 4 hoặc cả bình. Thế thì đây thuộc cái dạng bài toán mà hàm tam thức bậc 2 mà biến số thay đổi ứng với hai giá trị để có cùng kết quả. Đấy. Rồi biến số thay đổi để cái hàm đấy đạt tối đa. Thì công thức là x sẽ bằng trung bình cộng của hai cái x kia, tức là x sẽ bằng 1 phần 2 của x1 đối với 2. Thì x ở đây bằng 1 trên u omega bình. Đấy. Do vậy thì chúng ta sử dụng kết quả của hàm bậc 2, tam thức bậc 2. Chúng ta sẽ ra được 1 trên omega bình bằng 1 phần 2 của 1 trên omega 1 bình cộng 1 trên omega 2 bình. Đấy. Và chuyển sang tốc độ thì chúng ta dễ dàng chọn đáp án C. Đáp án C. Thì đối với cái tiểu hàm tam thức bậc 2 thì những cái bạn mà khi học ở trong các cái chủ đề về phần điện xoay chiều, chúng ta sẽ được tiếp cận có hai tiểu hàm phân tích và hàm tam thức.
có một số kết quả mà chúng ta cũng cần quan tâm thêm. Câu 1.9, đề thi đại học 2012. Một động cơ điện xoay chiều hoạt động bình thường với điện áp hiệu dụng 220V. Cường độ dòng điện hiệu dụng bằng 0,5A và hệ số công suất bằng 0,8. Biết công suất hao phí bằng 11W. Hiệu suất của động cơ ở đây đề và cho rất rõ tỷ số giữa công suất hữu ích và công suất tiêu thụ toàn phần. Đấy, bằng bao nhiêu thì ta có bốn phương án A, B, C. Thì chúng ta biết rồi, hiệu suất của động cơ thì H sẽ bằng công suất cơ chia cho công suất toàn phần. Thì công suất cơ sẽ bằng công suất toàn phần trừ đi công suất hao phí nên là vô nhận. Thì ta rút gọn sẽ bằng 1 trừ P hao phí chia cho P. Thì P hao phí đề cho rồi. Công suất P toàn phần thì bằng U in quốc phi. Thì các em chỉ việc thay số vào, chúng ta sẽ bấm máy tính và ra kết quả. Thì đây nhớ cho thầy một chút, khi thay vào U y các em nhớ phải thay giá trị hiệu dụng. Rất nhiều bạn vội vàng, nhiều bạn không để ý, cứ thấy U y thay vào thậm chí là thay giá trị hiện đại thì chúng ta sẽ sai và có thể rơi vào cái bẫy mà do các thầy cô ra đề. Hết sức chú ý. Đó đi, chúng ta cần chọn. Ta sang cái phần thứ hai trong cái buổi học ngày hôm nay, đó là máy biến áp và truyền tải định sản. Thì phần thứ nhất chúng ta sẽ ôn tập về máy biến áp. Thì các em phải nhớ được định nghĩa. Đấy. Đầu tiên ta phải nhớ định nghĩa, thì nghe câu định nghĩa trong đề thi đã có thể ra rồi. Thì máy biến áp ở đây chúng ta phải hiểu là một thiết bị biến đổi điện áp xoay chiều nhưng vẫn giữ nguyên tần số. Các em nhớ là biến đổi điện áp xoay chiều nhưng vẫn giữ nguyên tần số nhé, không biến đổi điện áp mà không đổi đâu. Thứ hai là về nguyên tắc hoạt động thì dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ, vẫn dựa vào hiện tượng từ, rất dễ nhớ, hỏi thì cô có thể chọn được đáp án ngay. Nguyên tắc cấu tạo thì chúng ta quan sát cái sơ thì gồm có hai cuộn dây có số vòng khác nhau quấn trên cùng một cái khung từ. Thì cái khung từ thì gồm có rất nhiều các cái tấm thép mỏng về mặt kỹ thuật để ta ghép cách điện với nhau. Thì ghép cách điện đấy để thứ nhất là chống được cái tác hại của dòng phu vô tỏa nhiệt. Dòng phu vô là dòng cảm ứng mà xuất hiện ở trong các khối vật dẫn. Thứ hai là có tác dụng chuyển nguyên vẹn cái sự biến đi thử thông ở cái cuộn thứ nhất, cái cuộn mắc mạng điện, người ta gọi cuộn sơ cấp, để chuyển nguyên vẹn các cái thử thông qua các cái vòng dây của thứ cấp. Cuộn thứ cấp cuộn mắc với tải. Thế thì các em biết là cái cuộn thứ cấp không mắc, không có điện vào nhưng mà có cái biến đi thử thông. Thì theo cái hiện tượng cảm ứng từ, khi có sự biến đi thử thông thì qua mỗi vòng ở cuộn thứ cấp sẽ xuất hiện cái xuất điện động. Và như vậy ở cuộn thứ cấp sẽ xuất hiện xuất điện động xoay chiều. Và mắc hai đầu cuộn thứ cấp với mạch ngoài, ở hai đầu mạch ngoài sẽ xuất hiện một điện áp xoay chiều và tạo ra một dòng điện xoay chiều ở mạch ngoài. Thì khi người ta chọn các số vòng khác nhau thì kết quả ta sẽ thu được cái số điện động và điện áp hai đầu sẽ khác nhau. Thì ta có các cái công thức với cái máy phát điện với cái máy điện áp hiệu suất là 100% như sau. Ở đây thì chúng ta xét ngay trường hợp có tải. Có tải thì U2 trên U1 sẽ bằng I1 trên I2 và bằng tỷ số vòng dây cuộn 2 và thứ cấp trên cuộn sơ cấp. Thì chú ý mà khi mà máy mà cái cuộn thứ cấp để hở thì chúng ta chưa có I, đúng không? Rồi. Thì một cái chú ý cần quan tâm cho thầy. Vì số vòng khác nhau thì sẽ xảy ra hai trường hợp. Số vòng cuộn thứ cấp mà tăng hơn so với cuộn sơ cấp thì ta sẽ có máy tăng áp. Và rút ra được U2 sẽ hơn U1. Tăng áp mà điện áp sẽ tăng. Thế còn số vòng của cuộn thứ cấp mà nhỏ hơn thì ta sẽ có máy hạ áp. Thì tùy theo mục đích sử dụng và ở trong những trường hợp nhất định thì người ta sử dụng máy tăng áp hạ áp. Đấy. Hoặc đôi khi có thể sử dụng cả tăng cả giảm. Phần thứ hai, chúng ta xét tới cái bài toán là truyền tải điện đi xa. Thế tại sao phải truyền tải điện đi xa? Thì các em biết rồi, các cái nhà máy điện thì không ở gần chúng ta. Đấy, không ở gần chúng ta. Do vậy thì cần phải truyền tải đi xa. Thì thứ nhất là công suất cần truyền tải P tổng quát vẫn là U cốt phi, rất tổng quát. Thì trong đó P là công suất cần truyền tải, I
U là điện áp hai đầu điện tải, Y cơ độ dòng điện chạy trong điện tải, và cốt phi hệ số cột xuất. Thì từ công thức 1, chúng ta sẽ rút ra được Y bằng P chia cho U cốt phi. Thì một cái bài toán đặt ra ở đây, các em chú ý cho thầy, chắc chắn sẽ có hao phí. Đấy, chắc chắn sẽ có hao phí. Thì hao phí ở đây dưới dạng tỏa nhiệt, chủ yếu dưới dạng tỏa nhiệt, thì sẽ bằng thành ký hiệu delta P bằng Y bình nhân R. Thì bằng P bình phương R chia cho U cốt phi tất cả bình ở dưới bọc bình. Đã tăng thành ký hiệu từ số 2. Thì mục đích, ta phải giảm được hao phí. Nhà cung cấp điện chúng ta, EVN tập đoàn, EVN thì người ta cũng phải tìm cách để giảm hao phí. Giảm hao phí thì đến tay người tiêu dùng mới giảm giá điện, giảm được các cái về mặt kỹ thuật khác. Đấy. Thì nhìn vào công thức trên thì các em thấy rằng cái tử số P bình phương có P bình phương không đổi. Vậy thì muốn giảm thì ta phải giảm điện trở em ở trên đường, hoặc là tăng các cái chỉ số của dưới mẫu. Thì cách thứ nhất, phương án thứ nhất, giảm điện trở, nhưng mà do điện trở R thì phụ thuộc vào điện trở xuất, phụ thuộc vào chiều dài, phụ thuộc vào tiết diện, tức rho nhân cái chiều dài chia cho tiết diện F. Thì cái cách không khả thi, không khả thi vì chúng ta không thể thay bằng cái phần dẫn mà đắt tiền hơn được, dẫn điện tốt được, đúng không? Đấy. Chúng ta cũng không thể co khoảng cách về gần, ta biết rồi, thì có thể tiêu thụ ở rất xa. Thì ở đây thì người ta có thể tăng hết thì giảm R, nhưng mà cũng không thể tăng đến quá mức được, vì tiết diện F mà tăng thì kéo theo chi phí để xây dựng cột các thứ khác cũng sẽ tăng, rất nhiều thứ sẽ tăng theo, và cũng không phù hợp, vì điện xoay chiều không cần tiếp đến dây tiết diện to. Phương án không khả thi. Thì cái phương án thứ hai người ta thường sử dụng đến là bằng cách là sử dụng máy biến áp, tăng điện áp trước khi chuyển tải, sau đó dùng máy hạ áp theo các mục đích sử dụng. Đấy. Thì cụ thể viết như điện áp hoặc tăng, thì chúng ta thấy điện áp giả sử tăng 10 thì hao phí có thể giảm đi được, thì hao phí sẽ giảm đi tới hàng trăm u bình mà. Thế còn đối với cốt phi thì người ta quy định là cốt phi phải có giá trị vượt quá hoặc bằng 0.85. Quy định ta theo dõi cái sơ đồ thì ở đây sử dụng hai cái máy biến áp để truyền tải điện, một là máy biến áp ở nhà máy để đưa điện trên đường dây tải, và hai là sử dụng máy biến áp tại tải tiêu thụ để giảm cái điện áp, hạ cái áp xuống tùy theo mục đích. Chúng ta vận dụng vào các câu hỏi để củng cố kiến thức. Nhóm câu hỏi nhận biết thông hiểu. Câu 2.1 đề thi Trung học phổ thông quốc gia 2018. Trong quá trình truyền tải điện đi xa, để giảm công suất hao phí trên đường dây truyền tải, người ta thường sử dụng điện thoại sau đây. Thì với những câu hỏi đây thì chúng ta phân tích rồi, không có gì khó khăn cả. Đấy, chúng ta phải sử dụng máy biến áp để tăng điện áp, đúng không, trước khi truyền tải. Và như vậy các em chọn cho thầy được đáp án A, không có gì khó khăn cả. Câu 2.2 cũng đề thi Trung học phổ thông quốc gia 2018. Một máy biến áp điện tử đang hoạt động ổn định phát biểu sai sai. Nếu mà sai thì câu sai phải chân cho thầy nhé, phải chân. Đấy. Sai mà không đúng thì em phải chân nào. Thì ta có 4 phương án. Thứ nhất, đáp án A gắn với tần số bằng nhau thì tần số đúng rồi. Đáp án B hiện tượng cảm ứng điện tử cũng đúng rồi. Thì chỉ còn đáp án C và đáp án D thì các em để ý đáp án D máy biến áp có tác dụng biến đổi điện áp xoay chiều quá đúng rồi. Đấy. Thì đáp án C sẽ sai ở đây, cái chi tiết dòng điện bằng nhau, cường độ bằng nhau, thì các em chọn đáp án C, không có gì khó khăn cả. Câu 2.3 các em theo dõi vào cái sơ đồ của một cái bài trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia 2019. Cuộn A có cái hình lý xin ấy, đóng vai trò của sơ cấp mắc với mạng điện. Thế còn cuộn B thì mắc với tải tiêu thụ thông qua một cái khóa K, cuộn dây được gắn thông qua khóa K với cái phôi kế và có 4 cái chốt. Thì các em biết rồi, cái số vòng dây mà giảm thì cái số đo sẽ giảm, tức là cái hiệu điện thế điện áp sẽ giảm.
Như vậy trong bốn cái chốt trên thì câu hỏi của đề số chỉ của bốn kế có giá trị nhỏ nhất khi k ở chọn số đây, thì các em phải chọn cái chốt mà có số bằng cái nhỏ nhất. Thì trong bốn cái chốt đấy thì các em phải chọn cho thầy cái chốt gì. Ui, đúng không? Đấy. Và tương tự thì điện áp sẽ tăng dần thông qua các cái chốt Q, P, N, M. Câu 2.4 đề thi đại học 2008. Một máy điện áp có bộ sơ cấp 1.000 vòng giây được mắc vào mạng điện xoay chiều có điện áp vận dụng 220V. Khi đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu của thứ cấp để ở bằng 484V. Bỏ qua hao phí của máy biến áp, số vòng dây của thứ cấp. Thì các em nhớ là khi của thứ cấp để ở thì chúng ta vẫn có biến nhiệt được không? Và như vậy vẫn thu được cái điện áp ở hai đầu của thứ cấp. Thì công thức vẫn sử dụng bình thường, công thức biến đổi điện áp bằng biến áp. U2 chia cho U1, nhớ là U2 chia cho U1 thì bằng tỷ số vòng của 2 là 2 chia cho N1. Và dễ dàng các em rút ra được số vòng của thứ cấp. Thay số vào ta được 2200 vòng. Câu 2.5. Khi đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào cột sơ cấp thì điện áp hiệu dụng ở cột thứ cấp bằng 48V. 48V ban đầu 48V. Tăng số vòng dây ở cột thứ cấp 60 vòng thì điện áp hiệu dụng ở cột thứ cấp bằng 60V. Giảm số vòng dây đến 90 vòng của bộ thứ cấp thì điện áp hiệu dụng của thứ cấp bằng bao nhiêu. Ở đây thì để gắn với điện áp, gắn với số vòng dây thì chúng ta phải sử dụng công thức biến đổi điện áp trong máy biến áp. Công thức cơ bản ta vào dữ kiện đầu tiên, ban đầu U2 thứ cấp bằng 48V và có phương trình duy nhất. Rồi sau đó ta tăng số vòng 60 vòng. Đấy. Thì các em nhớ là tăng thì chúng ta cộng vào. Như vậy em có được cái phương trình thứ hai. 60 chia cho U1 sẽ bằng tỷ số là 2 cộng với 60 chia cho N. Rồi, thế còn khi giảm số vòng của thứ cấp 90 thì chúng ta phải trừ đi, ta có phương trình thứ ba. Thì các em để ý thì hai cái phương trình đầu chúng ta dễ dàng rút ra được. Các em chia tỷ số thì dễ dàng ta rút ra được kết quả số vòng của 2 là bằng 240. Rồi, và thế vào phương trình đầu và phương trình thứ ba thì ta sẽ có được cái tỷ số U' chia U1 và tỷ số 48 chia U1. Đấy. Và chia vế cho vế của hai cái phương trình đó thì ta sẽ tìm ra được U'. Thì kết quả chúng ta tìm ra được U' bằng 3V, không có gì khó khăn cả. Đó. À. Ta sang câu 2.6 để thi đại học 2010. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của máy biến áp, bỏ qua hao phí đấy. Rồi, một điện áp xoay chiều có giá trị không đổi thì điện áp sử dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để học 100V. Ở cuộn thứ cấp giảm bớt đi N vòng thì điện áp sử dụng giữa hai đầu để học là bằng U. Tiếp tục, giả sử tăng thêm, rồi giảm bây giờ tăng thêm N vòng dây thì điện áp bằng 2U. Đấy, nhưng mà đề hỏi thì tăng thành 3U, 3 N vòng thì điện áp sử dụng ở hai đầu để học của thứ cấp bao nhiêu. Đấy, thì chúng ta sử dụng công thức về máy điện áp. Trường hợp thứ nhất, cái U thứ cấp ta thay bằng 100. Trường hợp thứ hai, giảm số vòng dây của thứ cấp đi, em là nhỏ học thì các em phải trừ đi, thì ta có bằng U. Trường hợp thứ ba, tăng thêm ở của thứ cấp em là bằng thì ta cộng vào, thì điện áp thứ cấp bằng 2U. Và trường hợp thứ ba, ở cột thứ cấp người ta tăng thêm 3 N vòng, các bạn cộng thêm vào thì có điện áp thể hiện bây giờ U phải đang tăng thêm. Thì cũng tương tự như cái bài toán ở phần trước, phía trước thì chúng ta sử dụng hai cái phương trình thứ hai và thứ ba, chúng ta chia vế chỗ vế và các em tìm ra được số vòng ở cột thứ cấp N2 bằng 3 N vòng. Đấy. Rồi. Vì thế vào phương trình cuối cùng chúng ta rút ra được U phải chia U1 bằng 2 N2 chia cho N1 và kết hợp với phương trình đầu tiên thì bằng 200 chia U1 và dễ dàng em rút ra được U phải của chúng ta sẽ bằng 2.4, không có gì khó khăn cả.
Thì thông thường với cái bài toán là thay đổi số học, chúng ta cứ từng bước viết phương trình cụ thể, bớt cái gì giảm cái gì, từng bước chúng ta trừ, và thường sử dụng cái phương pháp chia tỉ số để chúng ta giảm bớt mức. Đó là B của cái bài 2.6. Ta sang câu 2.7. Nghĩa là từ một trạm phát điện được đưa đến một khu dân cư bằng cái đường dây truyền tải một pha, cho biết điện áp ở hai đầu đường tải mà tăng từ U tới 2U thì công suất điện cung cấp cho khu dân cư tăng từ P tới 1.2P. Cho rằng hao phí chỉ có tỏa nhiệt trên đường dây, công suất của trạm phát không đổi. Đấy. Hệ số công suất trong các trường hợp nghi nhau. Đấy. Thì bây giờ đấy mà giả sử điện áp mà tăng từ U tới 4U thì công suất tăng từ P tới bao nhiêu P trong 4 đáp án sau. Đấy, 4 đáp án sau. Thì đầu tiên thầy sẽ gọi P0 là công suất cần truyền tải tại nhà máy. Đấy, có giá trị không đổi. Thì các em chú ý như sau. Thì cái công suất tại nhà máy sẽ phải bằng công suất hao phí trên đường tải cộng với công suất ở tải tiêu thụ. Thì công suất hao phí chúng ta đã có cách tính rồi. Thì ta có như sau. Khi U bằng U1, khi U1 bằng U thì ta sẽ có P0 bằng P cộng với delta P1. Trong đó cái delta P1 thì đang tính bằng P0 bình phương nhân R chia cho U bình. Ở đây thì thầy coi như cốt phi một trong đơn giản. Ta có phương trình thứ hai, khi U2 mà bằng 2U thì công suất P0 sẽ bằng 1.2P cộng với delta P2. Trong đó delta P2 thì bằng P0 bình phương nhân R thay vào thì bằng 4 U bình. Như vậy ta có cái phương trình thứ hai. Thì từ hai phương trình chúng ta cho bằng nhau và rút ra được cái phương trình mà thầy đã U ở đây. Đấy, em nhớ đấy. Thì bây giờ khi U3 mà ta tăng bằng 4 U thì công suất P0 sẽ phải bằng một cái giá trị công suất P phải chúng ta chưa biết cộng với P0 bình phương R chia cho 16 U bình. Và kép thay cái kết quả nó cung ở trên xuống dưới, tức là cái P0 bình phương R chia U bình ta thay bằng 4 phần P. Đấy. Và rút gọn đi thì ta sẽ ra được phương trình P phải cộng 1/60 P, phương trình số 3. Thì từ cái đóng khung và phương trình số 1 thì thầy rút ra được phương trình 4. Đấy. Rồi, thì kết hợp phương trình 3 phương trình 4 với nhau. 3 phương trình 4 với nhau. Ta cho bằng nhau ấy. Và các em chuyển sang thì chúng ta sẽ rút ra P phải khi đó bằng 1.2P. Như vậy khi U mà tăng tới 4 U thì công suất sẽ tăng từ P cho tới 1.2P. Vậy các em sẽ dễ dàng chọn được phương án. Câu 2.8 đề thi Trung học phổ thông quốc gia 2018. Đấy là từ truyền từ một nhà máy phát điện gồm 8 tổ máy đến cái đường tiêu thụ bằng một đường dây điện một pha. Giờ cao điểm thì cần cả 8 tổ máy hoạt động thì hiệu suất truyền tải được 75%. Coi điện áp hiệu dụng ở nhà máy không đổi, hệ số công suất của máy bằng 1. Công suất của các tổ máy không đồng và như nhau. Khi ở tải tiêu thụ giảm, tức là công suất ở tiêu thụ giảm còn 81.25% so với giờ cao điểm thì cần bao nhiêu tổ máy hoạt động? Ta có 4 phương án A, B, C, D. Thì các em biết là trong các nhà máy điện thì người ta xây dựng nhiều tổ máy, thì khi cần có thể đồng thời tất cả các tổ máy hoạt động, nhưng mà khi ở những thời điểm không phải cao điểm, có thể coi thấp điểm đi, cái nhu cầu dùng điện ít thì tổ máy sẽ thay phiên nhau nghỉ và chỉ có một số tổ máy hoạt động thôi, để những cái tổ máy nghỉ người ta sẽ bảo trì và bảo dưỡng. Đấy. Thì các em nhớ là khi các cái tổ máy mà giảm bớt hoạt động thì công suất của cả nhà máy cũng sẽ phải giảm đi.
thì ta có như sau. Ở đây thầy vẫn gọi P0 công suất cần truyền tải của một tổ máy. Thì trong trường hợp thứ nhất có 8 tổ máy hoạt động ở giá cao điểm thì công suất tổng sẽ P1 bằng 8P0. Thì do khi hiệu suất là có 75% thôi thì công suất hao phí sẽ chiếm 25%. Như vậy cái delta P1 sẽ phải bằng 0,25 công suất P1. Và các em thay vào thì bằng delta P1 bình phương chia cho U bình. Đấy, người ta rút ra một cái tỷ số là R chia cho U bình bằng 0,2 chia cho P1. Và khi công suất tiêu thụ giảm, tức là giờ thất điểm ấy, thì cái delta P2 sẽ theo cái công suất P2. Đấy, mà tỷ số R trên U bình thì bằng 0,25 P1 thì ta thay vào. Mặt khác, cái công suất tiêu thụ khi đó thì chỉ bằng có 81,25% của cái công suất tiêu thụ khi cao điểm thôi, tức là bằng 81,25% của cái 75% bình. Và các em đơn giản rút gọn thì ra một con số 39/64:1. Do vậy thì công suất cần truyền tải bây giờ như sau: công suất P2 sẽ bằng delta P2 cộng với P2 phải là bằng công suất hao phí và cộng với công suất tải tiêu thụ khi đó. Thì ở đây chúng ta chia cả hai vế cho P1 sẽ ra được một cái phương trình bậc 2 ẩn giải phương trình bậc 2 ẩn x bằng P2 chia cho P1, ta ra được một nghiệm nhỏ hơn 1 bằng 0,75. Thì ta sẽ chọn nghiệm nhỏ. Vì sao? Vì khi ở giờ thấp điểm thì công suất tiêu thụ P2 phải nhỏ hơn công suất P1. Vậy ta có P2 bằng 0,75 P1. Và các em thêm vào thì rút ra được P2 bằng 6P0. Có nghĩa khi hoạt động ở giờ thấp điểm thì chúng ta chỉ cần 6 cái tổ máy hoạt động thôi, còn 2 tổ máy có thể được nề để bảo dưỡng bảo trì. Và như vậy các em sẽ chọn được đáp án bình 6. Như vậy thầy hướng dẫn các em ôn tập củng cố các cái phần kiến thức về các máy điện xoay chiều, có hai cái phần chính: máy điện và động cơ điện và máy biến áp truyền tải điện đi xa. Thì hy vọng rằng các em sẽ hoàn thiện kiến thức của mình và để đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tới.